Đã có đủ ăn 3 ngày mà. Cậu nói gì, con cầm cái lịch con còn hết hồn nè. Trời ơi, bên kia nói vậy cơ, hãy nói lại đi, đặt lên lên đặt ba ba ba. Đồ dân chạy nha con. À nè, cứ kêu nhỏ nó chở anh vô. Lại ơi, cái máy này em bấm xong nó thu màn hình vô đó lại. Em đúng rồi. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi máy xong. Máy xong báo anh em. Trời ơi, không ai nhắc cho Tâm hết trơn vậy. Nhắc micro có nhắc được không? Được, rồi, nhắc nhỏ lại. Để micro sao giảm âm lượng nhắc tuần xuống. Rồi lấy cái micro đi nhắc cho Tâm đi. Phải dừng lửa nha con. Rồi xịt xịt khói này, cho nó mùi cái ngon.
Khôi ơi, Khôi ơi, coi đỡ cậu Huệ lên. Đèn ở ngay trước cái mặt này giờ sao mà nó bị mù cái chỗ này vậy, còn cái đèn nữa đúng không? Rồi còn cái đèn nó đang chỉnh đúng không? Rồi ba máy ra toàn hết đi. Cái máy. Rồi tất cả chuẩn bị. Rồi. Anh cuộn đâu? Đó, anh đi theo cái hướng bên đây luôn. Anh bước qua bên đó. Dạ đúng rồi. Anh đi theo nó vậy luôn nha. Đó, cũng như mình đi lên tới nơi trong đứng. Điện Đức Ân Hòa Lê Thứ. Nhưng lòng Hồng Loan hiện nay đang dâng cơn sương dữ. Chắc sẽ chung đợt từng biển thay nhau. Nhà máy đợi xíu. Tấm và liễu tan khơi lửa kinh hoàng. Thì duyên tình muội phải lỡ làm gì quyết hơn. Hoàng hậu, muội nói gì ta không hiểu. Muội đang gặp lại trường quân nam lưu quân. Như mối buồn về cái chết xuống thân chặt hôi quay. Thì có ai khuyên nhủ được gì? Taxi rồi, Úc yên tâm đi. Tới Cậu là